Hello xin chào mọi người, mình là Duy và các bạn đang theo dõi Duy Electro Dynamic. Chúng ta đến với cái vấn đề số 6 mà và <laughs> chúng ta đọc đề nha. Một cái điện tích điểm 50 microcoulomb được chưa các bạn? Có có giá trị là 50 microcoulomb is uh, được đặt tại <laughs> được đặt trong cái mặt phẳng OST. Có nghĩa là mình đang xét khảo sát nó trong một cái mặt phẳng thôi các bạn chúng ta có thể um, mô phỏng ha cho một cái mặt phẳng Oxy gì đó, SI OK với lại <laughs> nó đặt tại cái chỗ mà có cái cái uh, bán kính vector là r0 là hai i cộng 3j với yj là unit vector có nghĩa là i có tọa độ là 10 không các bạn và j sẽ có tọa độ là 01 một nhớ bạn chúng ta có thể uh, mô phỏng nó như sau ha đây đây là vector r 0 và cái điện tích điểm, cái điện tích điểm dương 50 mươi đang đặt tại đây, Quy. được chưa bạn? rồi và nó kêu là tìm cái uh, vector cường độ điện trường các bạn, chưa? strain ha, electric field strain là cường độ điện trường e và cái uh, độ lớn của nó tại cái điểm, tại cái điểm có cái uh, bán kính vector đó là 8y nhân à, 8y trừ 5 j ha 2 4 gì đó, 8 gì đó ha. Nói chung là dễ đại một cái điểm nào đó. Thì à, có cái tọa độ là 8y trừ 5 j. 8y trừ 5 j. Thì cái cường độ điện trường nó lan tỏa tới đây á, nó sẽ có cái cái phương chiều và cái độ lớn như thế nào ha các bạn. của cái điểm này nè. Điểm này gọi là điểm M đi Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái này bằng cái công thức Công thức của vector M gây ra bởi một cái điện tích điểm Q Thì chúng ta có gì? Công thức tổng quát nè E M Thì nó sẽ bằng Q chia cho 4 pi Epsilon 0 Chúng ta xem nó như đặt trong chân không hoặc không khí ha với cái hàng số điện môi là một tiếp theo là chúng ta sẽ có là à, cái vector m trừ cho vector mà đặt cái điện tích đó ha vector tại cái điểm đang xét vector bán kính tại điểm đang xét trừ cho vector bán kính tại nơi đặt điện tích đó rồi chúng ta chia cho Module của nó mũ ba các bạn ở trong đây có một phần là chuẩn hóa để có được cái hướng của vectơ và một phần là cái khoảng cách bình phương các bạn. Tại vì rm trừ ro chính là cái đoạn này các bạn, chính là vector này. Và đó chính là khoảng cách giữa điểm giữa điểm đặt và cái nơi chúng ta khảo sát cường độ điện trường. Ok, bây giờ chúng ta thay giá trị vô thôi. Chúng ta có là Chúng ta cứ để là QI đi chia cho 4B Epsilon 0 Chúng ta có RM RM thì nó là 8I trừ 5J Đem trừ cho RO RO chính là 2I cộng cho 3J Tất cả chia cho Module của 8I trừ 5J Trừ 2I cộng 3J trừ luôn đi tất cả mũ 3 thì bằng Q chia cho 4 bi epsilon 0 8 trừ 2 thì nó chính là 6 y trừ 5 trừ 3 chính là trừ 8 J Chưa bạn chia cho 6 y trừ 8 J tất cả mô lấy tất cả mũ 3 chứ bạn đây là cái vector cường độ điện trường tại một cái điểm m nào đó được chưa bạn có bán kính vector là như đây ha so với cái uh, điểm này ok bây giờ chúng ta sẽ tìm độ lớn của nó bằng cách là lấy lấy mô đun lấy mô đun chúng ta có là em nó sẽ bằng lấy mô đun hai vế thì chúng ta sẽ có là quy không dương cho nên là mình sẽ có vậy ha bạn chia cho lấy module thì chúng ta rút gọn thì chúng ta sẽ có được là 1 phần 6y 8j tất cả bình phương các bạn. Chúng ta sẽ có là quy chia cho 4 b f0. Module của 8y 6y 8j chính là 10 các bạn. Chính là căn 10, chính là căn 100 là 10, 10 bình là 100 chúng ta sẽ có là 1 phần 100 Dễ vậy ha đã có là 6y trừ 8 j mà lấy mô đun thì nó là căn của 6 bình cộng 8 bình thì nó bằng 10 vậy thì nếu mà bình lên thì này bình lên này bình lên là bằng 100 thay số vào chúng ta sẽ có được là uh, 50 x 10 mũ trừ 6 uh, cô lông xong rồi chia cho 4 pi epsilon 0 nhân cho 10 mũ 2 thì nó bằng um, ở đây là chia đi là đi 5 nhân 10 mũ trừ 7 chia cho 4 pi epsilon 0 chúng ta có đơn vị của cường độ điện trường là voltimet chứ vậy ok vậy uh, chúng ta kết thúc cái vấn đề số 6 ở đây nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh bấm vào nút chuông bên dưới để được đón xem các video mới nhất xin cảm ơn các bạn